ngày 2 tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ Võ Duy Đại, 22 tuổi, quận Cẩm Lệ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua điều tra, năm 2019, Võ Duy Đại từng bị Tòa án Nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng tuyên phạt 5 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy khi mới 17 tuổi. Sau khi ra tù, Đại tiếp tục đi theo con đường cũ, móc nối các đối tượng khác để mua bán ma túy. Do đã có kinh nghiệm, Đại hoạt động tinh vi hơn, đối tượng này không trực tiếp ra mặt mà giao ma túy cho các chân rết đi giao dịch với các con nghiện. Ngày 30 tháng 11 năm 2023, chân rết này bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ. Khi biết cơ quan công an đang truy tìm mình, Võ Duy Đại đã bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 7 năm 2024, Đại quay về Đà Nẵng và đặt mua một khẩu súng cùng 6 viên đạn. Quá trình bỏ trốn, Đại cố tình tăng 15kg trong vòng 6 tháng và đeo kính cận để che mắt lực lượng công an. Đến ngày 25 tháng 9, do cần tiền tiêu xài và ma túy để sử dụng, Đại móc nối với đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh để mua ma túy đem về sử dụng và bán lại kiếm lời. Sau nhiều ngày mai phục, lúc 22 giờ 50 phút ngày 26 tháng 9, tại khu vực đường Đống Đa, quận Hải Châu, một tổ trinh sát đã bắt giữ Nguyễn Duy Sơn, 25 tuổi, huyện Hòa Vang, cùng tăng vật là 4 viên thuốc lắc và 2,5 gam ma túy loại ketamin mà Sơn mua của Đại trước đó. Ngày 27 tháng 9, khi Võ Duy Đại vừa bước chân ra khỏi nhà thì các trinh sát ập đến khống chế. Tiến hành khám xét, trinh sát thu giữ 230 viên thuốc lắc, 80 gam ketamin, 30 gam ma túy đá, một cân điện tử, một khẩu súng cùng với 6 viên đạn, đầu đạn bằng kim loại và một số vật chứng khác có liên quan. Qua test nhanh, Đại dương tính với 3 loại ma túy là thuốc lắc, ketamin và ma túy đá. Đấu tranh mở rộng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an quận Sơn Trà làm rõ vụ bắt đối tượng chân rết của Đại vào ngày 30 tháng 11 năm 2023 tại quận Sơn Trà. Đại thừa nhận đã chỉ đạo đối tượng này đi bán ma túy cho mình.